Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi mưa rất to trên 500mm. Còn phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 20 đến 120mm, có nơi mưa to trên 250mm. Với lượng mưa lớn như vậy thì ngoài đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, bà con cũng cần cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại những nơi trũng thấp. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ ngành chức năng địa phương để có phương án bảo vệ tính mạng và tài sản nhé. Còn tại Trung Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Hôm nay Nam Bộ cũng có mưa nhiều nơi, tập trung chủ yếu về chiều tối. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm, dễ đi kèm với dông sét ngập cục bộ. Trước khi có mưa thì ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các vùng miền trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.